Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Một cái kỹ năng để chúng ta thiết lập, đây ạ, nó sẽ là như thế này. 4W1U1N này, tên nhân vật sự kiện, địa điểm xảy ra, thời gian khi nào, tóm tắt lại nội dung, sử dụng trong đề tài nào và nguồn thông tin là ở đâu. Đó, em có nhìn thấy rõ không ạ? Thế thì cái này nó bị dài dòng quá, chị cho rằng cái này nó bị dài dòng. Thì em có thể thiết lập một cái bảng ngắn gọn hơn mà, tự thiết lập cái bảng dẫn chứng của mình, được không ạ? Đó là câu chuyện, đó là dẫn chứng về ai, câu chuyện như thế nào và sử dụng cho đề tài gì, vậy thôi em nhá. Thì những cái nguồn dẫn ở đây thì em có thể sưu tầm, ví dụ như là ở VTV24 hay là VTV News hay là gì ạ, trang fanpage Việc Tử Tế hay là trang Cặp Lá Yêu Thương, có rất là nhiều những cái dẫn chứng để cho em có thể gì ạ, để cho em có thể sưu tầm và đưa vào trong cái phần dẫn chứng này của mình. Và khi mà em đã thiết lập được cái bảng này rồi thì chỉ có một cái cách duy nhất thôi, đó là em phải chủ động thời gian để em ghi nhớ. Và hãy ghi nhớ nó bằng cách là đôi khi mình trò chuyện với bạn bè của mình, mình sẽ nói về cái dẫn chứng này, mình sẽ nói về câu chuyện người này, câu chuyện người kia, để mình có thể nhớ đi nhớ lại. Bởi vì sẽ chỉ có hai cách để chúng mình ghi nhớ được thôi. Cách số 1, đó là chúng ta sẽ, cách số 1 ấy, đó là chúng ta phải có một cái thực sự ấn tượng với nó thì chúng ta sẽ nhớ ngay được. Còn cái cách thứ hai, chúng ta chỉ có một cách, đó là để cho cái thông tin đó nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì chúng ta sẽ nhớ được. Ok chưa ạ? Thì em ơi, em hãy chủ động. Ngoài ra em có thể tìm ở các cái nguồn, các cái trang báo chính thống, ví dụ như là báo Dân Trí, báo Lao Động, báo của VTV hay là VN Express nhá. Hãy nhớ là phải tìm các trang báo uy tín các em nhá, được chưa ạ? Hay là báo Công an Nhân dân, vân vân. Mình sẽ lựa theo, đó là mình xác định đề tài trước. Ví dụ đề tài về lòng dũng cảm, hay là những cái đề tài liên quan tới lòng dũng cảm thì mình có thể gì ạ? Thì mình có thể đưa ra những cái dẫn chứng phù hợp. Và chị cũng đã nói rồi, về việc mà chúng ta tìm dẫn chứng á, thì các em có thể thấy rằng một dẫn chứng nhưng có thể sử dụng cho nhiều đề khác nhau, đúng không ạ? Có thể sử dụng cho nhiều đề khác nhau. Các bạn chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Một dẫn chứng có thể sử dụng cho nhiều đề khác nhau. Cái quan trọng là các bạn thay đổi nó, các bạn linh hoạt đưa nó vào trong phần bài viết của các em như thế nào thôi. Ok chưa ạ? Em ơi, Trung Anh ơi, em có nắm được không? Có. Có thắc mắc gì thêm về nghị luận xã hội nữa không? Để chị giải thích thêm. À, hết rồi ạ. Em đã biết cách đưa dẫn chứng vào phần bài viết chưa? Là ví dụ nào, ví dụ chị lấy một ví dụ để cho em thực hành nhá. Chúng mình sẽ có một cái đề bài, đó là về sức mạnh của tình yêu thương đi. Em sẽ lấy dẫn chứng về gì? Ví dụ chị cho luôn dẫn chứng nhá, ok không? Đó là hai hình dẫn chứng về hai em bé Trúc Nhi và Diệu Nhi. Thì câu chuyện về hai em bé này, đó là sinh ra nhưng mà lại bị dính liền vào nhau. Và lúc đó thì cái câu chuyện đó, được không ạ, đã được cái sự hỗ trợ và giúp đỡ của các y bác sĩ, được không ạ? Và một cái cuộc đại phẫu thuật Đã diễn ra với sự tham gia của đội ngũ 100 y bác sĩ. Và sau đó thì cuộc phẫu thuật đã thành công. Trúc Nhi và Diệu Nhi thêm một lần nữa được sinh ra trong cuộc đời. Thêm một lần nữa được sinh ra trong cuộc đời. Rồi, em thử đưa dẫn chứng vào cho chị xem nào. Phần chứng minh luôn. Khi mà chúng ta đưa dẫn chứng vào thì có các bước nào để chúc anh nhỉ? Liên kết từ câu trước tới phần dẫn chứng này. Đúng rồi, chính xác. Tức là liên kết từ phần phân tích bàn luận, đúng không? Hay nói cách khác là chúng ta sẽ có một câu dẫn. Nào, bắt đầu em thử triển khai xem sao nào. Câu dẫn sẽ là... Là gì ạ?
Nào, câu giận có thể là gì được ạ? Thế thì cho nghĩ 1-2 phút nhá. Mà. Ok, chị mời Quỳnh Hương nào. Chị mời em. Nào, làm cho chị cái đề này. Một đề thực tế luôn nào. Quả thật tình yêu thương thì có một cái sức mạnh rất là to lớn trong cuộc sống của mọi người. Quả thực tình yêu thương có một sức mạnh to lớn trong cuộc sống của mỗi người. Rồi, tiếp tục. Sức mạnh của tình yêu thương làm tôi nhớ đến câu chuyện của Trúc Nhi và Diệu Nhi. Tình yêu thương làm tôi nhớ đến. Em tiếp tục đi. Câu chuyện của Trúc Nhi và Diệu Nhi, hai cô bé, hai em bé khi sinh ra đã bị dính liền cơ thể bọc với nhau. Rồi, tiếp tục. Khi các em được tròn 1 tuổi thì các bác sĩ đã đồng ý để cho các em bé phẫu thuật ạ. Dưới sự giúp sức của dưới sự tham gia của đội ngũ 100 y bác sĩ thì cuộc phẫu thuật đã thành công và Trúc Nhi và Diệu Nhi lần nữa được sinh ra trên cuộc đời này ạ. Rồi. Xong chưa? Để chắc là xong rồi đấy ạ. Ồ, em biết em thiếu ý gì không? Rồi ok, đợi xíu nữa nhá. Kéo phần kết ạ. Phần kết là phần gì? Thế bây giờ Suy nêu nghĩ lại lại. cho chị các bước để đưa dẫn chứng vào trong phần bài viết xem nào. Nào, nêu cho chị nào. Các bước để đưa Đúng dẫn không? chứng nào. Trời ơi, tại sao mà phương pháp chị Hiên dạy rồi mà các bạn lại không ghi nhớ nhỏ? Đấy là cái tiền đề, cái tiên quyết để chúng mình có thể làm bài đầy đủ và tốt hơn mà. Nào, em có nhớ về cách đưa dẫn chứng không? Nói chị nghe nào. Cách đưa dẫn chứng vào bài viết nào. Quỳnh Hương nhớ không? Đợi em một tí. Úi giời, giờ lại vở à? Không ạ. Ok nhất trí, chị sẽ đợi nhá, chị sẽ đợi. Em đang nhớ lắm. Nào. Ok, thế thì chị mời Huyền nào, Huyền ơi. Để cho Quỳnh Hương nhớ lại một tí, Huyền ơi. Dạ, em chị là Cách đưa dẫn chứng nêu nào? nêu dẫn chứng ạ. Và chứng minh cái dẫn chứng đấy. Ok, nêu dẫn chứng và chứng minh cái dẫn chứng đấy là sao? Sao lại đưa ra dẫn chứng để chứng minh cho đề bài mà bây giờ lại nêu dẫn chứng và chứng minh cho dẫn chứng là sao em? Chị thấy Không, bất ổn rồi nhá. ý kiểu như là như cái đề lúc nãy thì mình phải chứng minh rằng là chính cái tình yêu sức mạnh đã giúp cho đội ngũ y bác sĩ thành công ạ. Ok, chị hiểu rồi đấy, nhưng đúng đấy. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ phải có câu dẫn trước đúng không Huyền? Câu dẫn xong thì mình sẽ Vâng dẫn vào ạ. gì? Tên dẫn chứng đúng không? Vâng. Thế tên dẫn chứng xong thì mình sẽ phải làm gì đấy? Làm cái what đó, tức là trình bày về dẫn chứng đấy đúng không? Nhưng mà cái dẫn chứng đấy thì nó phải trình bày về cái gì? Về cái khía cạnh phù hợp với gì? Đề Với bài đề đúng bài. không? Chính xác. Sau đấy mình sẽ phải làm gì? Mình sẽ phải phân tích để thấy tính hợp lý của dẫn chứng, đúng không ạ? Đúng không? Vâng. Rồi, thế thì đấy, vừa rồi ấy là bạn Quỳnh Hương bạn ấy mới chỉ làm đến bước này thôi. Có nghĩa là bạn ấy mới chỉ dừng lại ở bước là bạn ấy trình bày ra dẫn chứng thôi. Còn lại cái bước mà như chị nói, đó là bước gì ạ các em? Đó là cái bước mà chúng ta cần phải gì ạ? Phân tích được cái sự hợp lý của dẫn chứng với đề bài thì Quỳnh Hương chưa làm được. Quỳnh Hương có nắm được không em? Dạ Ok được không ạ? ạ. Rồi, nhất trí. Thế thì một lần nữa nhắc nhớ lại cho chúng mình về cái cách để đưa dẫn chứng vào trong phần bài viết của các bạn nhá. Các bạn đừng quên là chúng ta sẽ có câu dẫn và những cái câu dẫn đấy nó sẽ kiểu như là ví dụ như câu chuyện của ai đó đã nhắc nhớ tôi về đấy kiểu kiểu như vậy, hay là chấm 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 là minh chứng rõ nhất cho cái gì đấy kiểu kiểu vậy. Xong mình phải trình bày nó ra. Đấy, mình trình bày nó ra xong rồi mình sẽ phải trình bày cái khía cạnh phù hợp với vấn đề, bởi vì là như chị nói là một cái dẫn chứng thì chúng ta có thể dùng cho nhiều gì ạ? À, chúng ta có thể dùng cho nhiều cái dạng đề khác nhau. Được không nào? Mình có thể dùng cho nhiều dạng đề khác nhau mà. Chính bởi vậy mà chúng ta cần phải lựa chọn và đưa ra được cái khía cạnh phù hợp với đề bài. Sau đó chúng ta sẽ phải tiến hành phân tích để thấy được cái gì ạ? Để có thể thấy được cái tính hợp lý của dẫn chứng đó. Thì các em chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Chẳng hạn ví dụ như sức mạnh của tình yêu thương em đã làm gần tới rồi đấy.
Quả đây, bắt đầu sức mạnh của tình yêu thương làm tôi nhớ đến câu chuyện về Trúc Nhi và Diệu Nhi. Hai em bé khi sinh ra đã bị dính liền vào với nhau. Nhưng sau đó, bằng tình yêu thương của các y bác sĩ, các y bác sĩ đã tiến hành một cái cuộc đại phẫu với sự tham gia của hơn 100 người. Và để hoàn thành thành công cái cuộc đại phẫu thuật đó, Trúc Nhi và Diệu Nhi thêm một lần nữa sinh ra trong cuộc đời. Đúng không ạ? Câu chuyện ấy thêm một lần nữa nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của tình yêu thương, kiểu kiểu như vậy. Ok chưa ạ? Tức là mình còn phải phân tích để thấy được cái tính hợp lý của dẫn chứng đó nữa. Các em nhá. Ok chưa ạ? Có bạn nào có thêm những cái khó khăn nào các em ơi, có bạn nào có thêm những cái khó khăn về việc đó là chúng ta có bạn nào có thêm những cái khó khăn về việc đó là các em viết nghị luận xã hội không ạ? Minh Ngọc ơi, Minh Ngọc có khó khăn gì khi viết nghị luận xã hội không em? Mà em chưa chỉ là cái đoạn dẫn chứng như thế, em ghi nó bị dài dòng ấy ạ. À, bị dài dòng đúng không? Dạ Lấy ví vâng. dụ đi, em có bài nào ở luôn đó không ạ? Chị sẽ hướng dẫn cách em tiết chế luôn. Có bài nào ở đó không ạ? Hay đợi mấy phút để lấy nhá. Vâng. Ok, nhất trí. Rồi, có bạn nào có khó khăn nữa không ạ? Cố gắng lên chia sẻ nhiều hơn với chị bởi vì những cái buổi như thế này sẽ rất là tích cực. Rồi, chị mời Quỳnh Hương. Dạ, thưa chị là khi mà đứng trước một cái đề bài ạ, em thường bị khó khăn cái phần mở đề, mở để dẫn chứng vào cái bài văn nghị luận xã hội. Tức là mở đoạn đúng không? Vâng. Thế nhớ các ý tưởng chị đưa chưa? Rồi ạ. Đó là gì Nhưng nào? mà Nhắc lại. nó áp dụng nó lạ lắm. Lạ lắm á. Nhắc lại ý tưởng cho chị cái đã. Nào, mở đoạn nào, nhắc lại ý tưởng. Đầu tiên là đi từ hình ảnh ạ. Ok, nhất trí. Nếu em cảm thấy cái này không khả thi với em lựa chọn cái khác nào. Đi từ một nhận định. Chính xác, cái này em làm được không? Hay là em không có kiến thức về nhận định? Có Ừ, thế tại sao không dùng cách này? một câu thơ và một câu văn Ừ. nhưng nó vẫn cứ là ai á, Ok rồi, tiếp nêu lại tiếp nào, ý tưởng gì nữa nào? một câu thơ và một câu văn ạ. Nó chính là nhận định. Thế ạ. Vâng ạ. Thế ạ. Rồi cách gì nữa? Về trải nghiệm của bản thân đi Đúng ạ. rồi, trải nghiệm bản thân, cái này có rất nhiều cách hay này, gì nữa? Em nhớ là chị đưa bốn cách Câu hay lắm không? hỏi, Vâng ạ. số liệu nghiên cứu, đúng không? Vâng. Vân vân. Hoặc là chị còn đưa cho cả gì? Hệ Một thống hệ thống mở mở đề đoạn sử dụng cho nhiều đề bài khác đa nhau. dạng các đề bài. Đầu ví dụ em, ví dụ cho chị một cái mở đoạn của em có vấn đề xem nào. Đọc chị nghe thử xem nào. Em đi tìm bài hãng chị ơi. Ok nhá, khoảng 10 phút. Ai tìm thấy bài rồi giơ tay chị xem nhá. Rồi ok Quỳnh Hương. Nào chị muốn hỏi bạn tiếp theo. Nha, chị muốn hỏi bạn tiếp theo. Đó là Trung Anh rồi này, Huyền rồi này. Huyền nào? Huyền nào? Huyền Na nào em? Em có vấn đề gì, khó khăn gì khi mà em làm nghị luận xã hội không? Sao ạ? À, giống bạn Hương. Thế thì nếu như có cái bài nào ở đây thì tốt, chị sẽ định hướng cho các bạn được. Hình như bạn nào tìm thấy bài rồi đúng không? Ai tìm thấy bài chưa ạ? Minh Ngọc tìm thấy chưa? Quỳnh Hương tìm thấy chưa? Rồi, Trúc Anh và Huyền thì có vấn đề gì về nghị luận xã hội nữa không? Các bạn ơi, khi mà các em... Ờ, chị nghe đấy, chị nghe em. Không có vấn đề gì Ừ, ok. Chị thấy rằng là khi mà viết nghị luận xã hội ấy, thì cái vấn đề về mặt ý tưởng rất quan trọng. Thế nhưng các bạn cũng đừng quá nặng nề về cái mặt ý tưởng đấy. Bởi vì chị thì chị nghĩ như này, về cái phân bổ số điểm của câu nghị luận xã hội á, thì nếu các em viết đúng cấu trúc, các bạn được 0,25 điểm. Được chưa ạ? Các bạn viết được, nêu được vấn đề, tức là mở đoạn các em được 0,25 điểm. Về sáng tạo các bạn được 0,25 điểm. Được không ạ? Nó sẽ có thêm một cái phần nữa, đó chính là cái phần về hình thức cả. Sẽ được 0,25 điểm, chính tả, diễn đạt các thứ đấy. Được không ạ? Và cuối cùng là cái phần bình phân tích bàn luận của các em là được 1 điểm. Đó. Thế thì các bạn đừng quá nặng nề rằng ok, chị thì chị vẫn luôn nghĩ là đây nhá, đáp án đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Được không ạ? Được không nào? Môn văn. Được không ạ? Môn văn. Đây nhá. Các em nhìn nhá, về cái bố cục nhá. Đây ạ.
Bảo đảm yêu cầu về hình thức 0,25, xác định đúng vấn đề nghị luận 0,25, triển khai vấn đề nghị luận 1 điểm, chính tả ngữ pháp 0,25 và sáng tạo 0,25. Đó, ok chưa ạ? Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là đương nhiên là cái phần mở đoạn chúng ta cũng sẽ là cái phần để chúng ta gây ấn tượng với người đọc. Thế nhưng các em đừng dồn quá nhiều tâm sức vào đó, bởi vì suy cho cùng thì chỉ cần các bạn đưa ra được vấn đề là các em sẽ được 0,25 điểm mà. Còn lại cái sáng tạo nó chỉ rơi vào 0,25 điểm thôi. Có nghĩa là chúng ta đạt được 1,75 trên gì ạ? Chúng ta đạt được 1,75 trên 2 điểm cũng đã là rất ổn rồi. Rất ổn áp rồi. Được không ạ? Nên là chị nghĩ rằng là thay vì cái việc chúng ta ngốn tận 5-10 phút cho một cái phần mở đoạn, thì hãy chuẩn bị sẵn những cái phần mở đoạn để nếu như ngay lúc đó chúng ta chưa phát sinh được ý tưởng, thì các em có thể sử dụng ngay và luôn cái phần mở đoạn đó để chúng ta tiết kiệm thời gian và để hoàn thành những cái phần mà có số điểm nhiều hơn. Chị nghĩ là như vậy. Ok chưa ạ? Chị nghĩ là như thế. Nhá. Bởi vì ví dụ như là chúng ta đi từ trải nghiệm bản thân đi thì sẽ có những cái cách viết dẫn dắt rất là ổn áp mà nó cực kỳ dễ hiểu, đó là gì ạ? Tôi vẫn còn nhớ. Trong buổi học cuối cùng. Đúng không ạ? Trong buổi học cuối cùng của lớp 12. Đó, thầy giáo, được không? Nói với chúng tôi rằng kiểu vậy em nhá. Thì cái dạng này rất dễ, xong rồi mình cố gắng là mình dẫn vào cái vấn đề được đặt ra ở trong đề bài là tốt nhất. Hay ví dụ như là gì ạ? Từ thơ gì ạ? Thời thơ ấu của tôi trôi qua với những lời khuyên răn của mẹ, ví dụ thế, hay của bố, được không? Và một trong những bài học tôi nhớ nhất là kiểu vậy, dẫn vào vấn đề cần nghị luận. Ok chưa? Tức là Dạ vâng cái ạ. dạng này là cái dạng mình rất dễ để mình có thể dẫn dắt vào, hoặc là mình có thể đi từ các cái câu hỏi, thì những cái câu hỏi này mình sẽ thường đặt để liên quan tới vấn đề luôn. Chẳng hạn như ví dụ như là ý nghĩa của nghịch cảnh trong cuộc sống chẳng hạn, ví dụ đề bài như thế, thì em có thể đặt ra những cái câu hỏi kiểu kiểu như là liên quan tới nghịch cảnh. Đó, được không nào? Liên quan tới nghịch cảnh. Được chưa ạ? Ví dụ nhá, chúng ta có thể thấy nhá. Đó là khi phải đương đầu với nghịch cảnh, bạn có quyền lo lắng. Được không ạ? Bạn có quyền lo lắng. Nhưng đừng sợ hãi. Nhưng đừng sợ hãi. Hãy tiến, hãy dũng cảm, hãy can đảm tiến về phía trước. Hãy dũng cảm tiến về phía trước. Bởi nghịch cảnh sẽ mang đến cho ta. Bởi nghịch cảnh sẽ mang đến cho ta. Sẽ mang đến cho ta những ý nghĩa lớn lao. Thì cái này là cái cách, không phải là dùng câu hỏi mà là chúng ta sẽ dùng một cái cách dẫn dắt bình thường thôi. Nó sẽ là cái phần dựa vào dẫn dắt của các bạn thôi. Ok chưa ạ? Còn ví dụ như nếu câu hỏi thì các bạn có thể đặt một cái câu hỏi mà rất là thường gặp ấy, đấy là có bao giờ bạn tự hỏi điều gì làm nên thành công trong cuộc sống? Đó, đối với tôi một trong những yếu tố đó, một trong những yếu tố được gọi tên chính là tinh thần vượt khó. Ví dụ thế, kiểu kiểu vậy nhá. Thì em có thấy là cái quan trọng ấy là bây giờ mình phải đọc đủ nhiều và mình phải tiếp nhận đủ nhiều không? Bởi vì khi mình đọc đủ nhiều và mình tiếp nhận đủ nhiều thì mình sẽ có rất nhiều ý tưởng để mình triển khai. Và hãy nhớ rằng là phần mở đoạn, nếu như bây giờ mà em cứ dùng tận 15 phút để viết mở đoạn, mà trong khi chúng ta thấy rằng mở đoạn thì nó chỉ rơi vào từ 1 cho đến tối đa là 3 câu thôi. Mà em làm theo kiểu đấy là không ổn một tí nào đâu Quỳnh Hương nhá. Và chị nghĩ là bây giờ em sẽ phải xem lại để luyện tập nhiều hơn. Cái quan trọng là em luyện tập. Nếu em cảm thấy là em đang có vấn đề ở cái đó, thì em hãy luyện tập về vấn đề đấy đi. Ngày nào cũng viết mở đoạn nghị luận xã hội đi. Tìm các đề khác nhau để viết đi. Chắc chắn là em sẽ tiến bộ và em sẽ không sợ cái đó nữa. Và hãy nhớ rằng cái mục tiêu của mình là bây giờ phải tiết chế, phải tiết kiệm thời gian để mình có thể làm được cái nghị luận xã hội tốt nhất. Nhá, Quỳnh Hương ơi, ok không em? Dạ vâng ạ. Rồi, nhất trí. Rồi, các em ơi,
Các em có cái vấn đề gì về nghị luận xã hội muốn chia sẻ cùng với chị nữa không ạ? Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.